Vụ việc biểu tình đình công của phi công hãng Air France trong tuần này đã chứng tỏ rằng hàng không châu Âu đang tồn tại quá nhiều vấn đề. Chi phí nhiên liệu tăng cao và áp lực cạnh tranh đã khiến các hãng hàng không buộc phải cắt giảm chi phí. Nhưng kế hoạch này lại vấp phải phản ứng dữ dội của người lao động. Đây là số hành khách của hãng hàng không Air France bị kẹt lại sân bay do phi công biểu tình, chuyến bay bị hủy. Và hôm qua, hành khách của các chuyến bay tại châu Âu tiếp tục gặp cảnh gián đoạn vì phi công của hãng Air France vẫn còn biểu tình. Trước đó, vào hôm thứ Hai, Air France đã phải hủy bỏ 6 trong số 10 chuyến bay và dự báo rằng tình hình trong vài ngày tới cũng sẽ không thể khá hơn được. Thay mặt toàn thể công ty, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến khách hàng. Cuộc đình công đã gây thiệt hại không chỉ cho chúng tôi mà còn khiến cho quý khách gặp nhiều phiền toái. Lời xin lỗi không có tác dụng gì mấy giữa lúc tình hình chưa ngã ngũ. Phía những người biểu tình cho biết họ sẽ tiếp tục biểu tình cho đến hết tuần này nhằm phản đối việc mở rộng thêm hãng hàng không giá rẻ Transavia trực thuộc Air France. Vốn dĩ đây là một kế hoạch nhằm giành lại thị phần từ các hãng hàng không giá rẻ và các đối thủ Trung Đông. Tuy nhiên, quan điểm của công đoàn cho rằng việc điều động phi công của Air France sang hãng Transavia khiến cho cuộc sống của họ khó khăn hơn và điều đó đồng nghĩa với việc cắt giảm nhân sự. Công đoàn và hội đồng quản trị đang thương lượng nhưng cho đến nay vẫn chưa cho thấy kết quả. Nếu cuộc đình công biểu tình kéo dài 7 ngày như dự kiến thì đây là một vụ tê liệt nghiêm trọng nhất của hàng không Pháp kể từ cuộc biểu tình 10 ngày hồi Pháp đăng cai World Cup năm 1998. Không chỉ ảnh hưởng tới riêng Air France, vụ việc lần này còn cho thấy hàng không châu Âu đang tồn tại quá nhiều vấn đề tại nhiều nền kinh tế lớn. Trước đó là Lufthansa của Đức và giờ là Air France của Pháp. Cuộc biểu tình lần này gây thiệt hại lớn cho hàng không và cả hành khách, và khoản thiệt hại đó sẽ lại càng khiến cho lãnh đạo của hãng này cảm thấy cấp thiết hơn trong việc cắt giảm chi phí. Vì cắt giảm chi phí dẫn đến biểu tình, CEO của Air France cho biết mỗi ngày phi công đình công có thể khiến Air France thiệt hại 15 triệu euro. Trong khi đó, năm 2013, Air France chỉ có lợi nhuận 130 triệu euro và lỗ ròng kỷ lục ở mức hơn 1,6 tỷ euro. Cuộc khủng hoảng hàng không lần này cho thấy kế hoạch cắt giảm chi phí để giữ lợi nhuận và thúc đẩy tăng trưởng như một liều thuốc bị phản tác dụng của các hãng hàng không. Tình trạng chi phí đội lên cao do giá nhiên liệu tăng tại Ryanair đã khiến cho các hãng hàng không khác trong khu vực trở nên sốt ruột. Đó là chưa kể riêng tại Air France và Lufthansa. Vấn đề còn nằm ở chỗ lợi nhuận đang quá thấp. Cả hai đều đang phải chạy đua với chi phí tăng cao. Tôi cho rằng giảm chi phí bằng cách tái cấu trúc là một công cuộc quan trọng. Chẳng hạn như Iberia, họ đã quyết định tăng 15% năng suất và cắt giảm lương. Họ buộc phải làm thế dù cho việc làm này rất khó khăn. Iberia có thể làm được, nhưng Air France và Lufthansa thì rất khó khăn. Chướng ngại vật trước mắt là cuộc đình công quy mô lớn của phi công hai hãng này. Các phi công của Lufthansa cho biết sẽ tiếp tục biểu tình trong tuần này tại Frankfurt vì thỏa thuận vẫn chưa được xác lập giữa ban lãnh đạo công ty và công đoàn. Do thua lỗ nên buộc phải cắt giảm chi phí, nhưng điều này lại dẫn đến đình công. Vòng luẩn quẩn này sẽ khó thấy được lối thoát trong thời gian sắp tới.